Xin chào các em học sinh. Chào mừng các em đến với khóa học địa lý lớp 9 của trang web olm.vn. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu chủ đề dân cư với bài 2: Dân số và gia tăng dân số. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu các nội dung chính sau. Nội dung đầu tiên là số dân. Thứ hai là gia tăng dân số. Và thứ ba là cơ cấu dân số. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về số dân của nước ta. Dựa vào hiểu biết của mình, em hãy đánh giá ý kiến sau là đúng hay sai. Việt Nam là nước đông dân. Chúc mừng các em đã hoàn thành câu hỏi của cô. Việt Nam là nước đông dân. Theo thống kê, tính đến năm 2019, dân số nước ta đạt 96,2 triệu người, đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Và do dân số đông nên mặc dù diện tích nước ta đứng thứ 58 trên thế giới, tuy nhiên khi xét về dân số thì nước ta lại đứng thứ 15 trên thế giới. Vậy, số dân đông có ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển kinh tế xã hội? Khi xét về ảnh hưởng, chúng ta sẽ khai thác theo hai khía cạnh, đó là tích cực và tiêu cực. Về mặt tích cực, số dân đông đem lại cho nước ta nguồn lao động đông và dồi dào. Bên cạnh đó là thị trường tiêu thụ rộng lớn. Về tiêu cực, tình trạng dân số đông là trở ngại khi nền kinh tế Việt Nam chưa phát triển, gây ra sức ép đến kinh tế, xã hội cũng như môi trường. Vậy, để tìm hiểu xem tại sao dân số nước ta đông, chúng ta cùng tìm hiểu qua phần 2, gia tăng dân số. Chúng ta cùng quan sát cho cô vào biểu đồ biến đổi dân số của nước ta từ năm 1954 đến năm 2014. Các em hãy cho cô biết số dân nước ta đang có xu hướng thay đổi như thế nào. Chúc mừng các em đã hoàn thành câu hỏi của cô. Theo biểu đồ, chúng ta thấy được rằng từ năm 1954 cho đến năm 2014, số dân của nước ta có xu hướng tăng liên tục, từ 23,8 triệu người lên đến 90,7 triệu người. Đặc biệt, khi quan sát vào giai đoạn 1954 cho đến năm 1960, chúng ta thấy được rằng tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên tăng rất nhanh, từ 1,1 đến 3,93%. Và trong thời gian này, chúng ta đã trải qua quá trình bùng nổ dân số. Nguyên nhân chính đó là do những tiến bộ về y tế và đời sống của người dân đã được cải thiện, dẫn đến tình trạng đó là sinh cao và tử giảm. Quan sát vào đối tượng tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta, chúng ta thấy được rằng tỷ lệ gia tăng tự nhiên ở nước ta đang ở mức thấp và có xu hướng giảm dần, chỉ còn 1,03% năm 2014. Nguyên nhân chính đó là do nước ta thực hiện có hiệu quả công tác kế hoạch hóa gia đình. Quan sát vào hai nhận định chúng ta vừa rút ra được từ biểu đồ, đó là dân số tăng liên tục, tuy nhiên tỷ lệ gia tăng lại có xu hướng giảm dần. Các em có thấy hai nội dung này có sự mâu thuẫn với nhau không? Vậy thì, nguyên nhân nào đã dẫn đến hiện tượng này? Nguyên nhân chính đó là do quy mô dân số của nước ta rất lớn, nên mặc dù tỷ lệ gia tăng tự nhiên có xu hướng giảm, nhưng dân số vẫn tăng lên và bình quân mỗi năm dân số nước ta tăng thêm khoảng 1 triệu người. Bên cạnh đó, tỷ lệ gia tăng tự nhiên còn có sự khác nhau giữa các vùng. Quan sát bảng tỷ lệ gia tăng tự nhiên ở các vùng năm 2014, chúng ta có thể thấy được tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của cả nước đạt 1,03%. Khu vực nông thôn có tỷ lệ gia tăng tự nhiên bằng với cả nước, còn khu vực thành thị
có tỷ lệ gia tăng tự nhiên cao hơn, tuy nhiên không đáng kể. Đối với các vùng kinh tế, chúng ta có thể thấy rõ hơn sự chênh lệch về tỷ lệ gia tăng tự nhiên. Khu vực đồng bằng sẽ có tỷ lệ gia tăng tự nhiên thấp hơn so với khu vực miền núi. Biểu hiện là khu vực Trung Du và miền núi Bắc Bộ, cũng như Tây Nguyên, có tỷ lệ gia tăng tự nhiên ở mức cao. Còn khu vực đồng bằng sông Hồng, cũng như Duyên Hải Nam Trung Bộ hay đồng bằng sông Cửu Long đều có tỷ lệ gia tăng tự nhiên ở mức thấp. Trong vấn đề dân số, tỷ lệ gia tăng tự nhiên có tác động rất lớn tới cơ cấu dân số. Vậy, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem cơ cấu dân số của nước ta đang thay đổi như thế nào nhé. Chúng ta cùng quan sát vào bảng cơ cấu dân số của nước ta giai đoạn 1979 đến năm 2014. Đầu tiên là cơ cấu theo tuổi. Chúng ta có 3 nhóm tuổi là 0 đến 14 tuổi, nhóm từ 15 đến 59 và nhóm trên 60 tuổi. Dựa vào bảng số liệu, chúng ta thấy được rằng nhóm từ 0 đến 14 tuổi đang có xu hướng giảm dần. Còn nhóm từ 15 đến 59 tuổi cũng như nhóm trên 60 tuổi đang có xu hướng tăng lên. Sự thay đổi cơ cấu dân số như vậy đã làm cho nước ta đang ở trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng. Đây là một trong những điều kiện rất thuận lợi của Việt Nam trong thời kỳ phát triển kinh tế. Tiếp theo, chúng ta sẽ quan tâm đến hai nhóm dân số, đó là nhóm dân số nam và nhóm dân số nữ, hay còn được gọi là cơ cấu dân số theo giới tính. Ở đây, chúng ta thấy được rằng từ năm 1979 cho đến năm 2014 thì tỷ lệ nam giới đang có xu hướng tăng lên từ 48,5% lên đến 49,3%. Bên cạnh đó, tỷ lệ nữ giới đang có xu hướng giảm dần từ 51,5% xuống còn 50,7%. Vậy, các em hãy cùng dự đoán xem khi tỷ lệ nam giới tăng nhanh và tỷ lệ nữ đang có xu hướng giảm thì vấn đề gì sẽ xảy ra? Chúc mừng các em đã vượt qua câu hỏi của cô. Khi sự chênh lệch giới tính ngày càng gia tăng thì tình trạng mất cân bằng giới sẽ trở nên gay gắt và buộc xã hội sẽ phải quan tâm khi những tệ nạn liên quan đến vấn đề giới nảy sinh. Ngoài ra, tỷ số giới tính còn có sự khác nhau giữa các địa phương và chịu ảnh hưởng bởi hiện tượng chuyển cư. Theo đó, tỷ số giới tính ở một địa phương thường thấp nếu địa phương đó là vùng xuất cư. Và ngược lại, nếu địa phương đó là vùng nhập cư thì tỷ số giới tính sẽ cao. Để tìm hiểu rõ hơn, chúng ta cùng quan sát vào biểu đồ tỷ số giới tính theo các vùng kinh tế năm 2016. Chúng ta thấy được rằng vùng đồng bằng sông Hồng cũng như Đông Nam Bộ có tỷ số giới tính thấp, và ngược lại, Trung Du và miền núi phía Bắc cũng như Tây Nguyên là hai vùng có tỷ lệ nhập cư cao cho mục đích kinh tế, nên tỷ số giới tính ở hai vùng này luôn ở mức cao. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong bài 2, dân số và gia tăng dân số. Các em hãy ôn tập và rèn luyện thêm ở phần luyện tập nhé! Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo của olm.vn.